Một làng quê cách trung tâm thành phố Hà Nội chỉ khoảng 40 km. Nhưng điều kỳ lạ là họ lại sử dụng một thứ ngôn ngữ rất đặc biệt. Chào chết thân bè à. Đồ nắm thịt cơ cắn em à. Nhào con thịt đô. Thế được rồi. Đốp. Này đốp này. Ngọc Châu. Tôi chắc chắn là nãy giờ bạn cũng giống như tôi, chẳng hiểu họ đang nói tiếng gì cả, bởi thứ ngôn ngữ này chỉ có người trong làng mới hiểu mà thôi. Đốp là đánh. Con xì cho chết đi. Tuy nhiên, muốn tìm hiểu về nguồn gốc sâu xa của tiếng lóng, bạn hãy kiên nhẫn đợi người làng chơi bóng xong. Lại làm nhất. Đấy, xảo thịt đồ đấy. Tối đêm tối êm. Thuốc nào ngon? Thuốc nào ngon? Làng thì có cái nghề đóng cối, đi làm ở các cái tỉnh phía Bắc. Mình muốn trao đổi bất kể một cái việc gì, ví dụ là cái giá bao nhiêu tiền cũng thống nhất với nhau để sau lại thống nhất với nhà chủ đóng cối. Như vậy, nguồn gốc của tiếng lóng được bắt nguồn từ nghề đóng cối xay của làng. Tiếng lóng ra đời là sự sáng tạo của những người thợ cối khi có những điều bí mật cần trao đổi với nhau mà không muốn người ngoài biết được. Ngày nay, những chiếc cối xay tre như thế này dần được thay thế bằng những máy xay sát hiện đại. Nghề làm cối cũng vì thế mà mai một đi. Thế nhưng người làng Đa Chất vẫn giữ lại tiếng nói riêng như để nhắc nhở con cháu về nghề vang bóng một thời của cha ông mình. Hỡi cô thắc bao lư canh, có về Đa Chất cùng với anh chị. Làng anh có cây bồ đề, có sông tâm mát, có nghề cối xay nào.